Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thu Hằng, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 24 tháng 12, 2022. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua khoản viện trợ 45 tỷ đô la cho Ukraine. Pháp bàng hoàng sau vụ xả súng nhắm vào cộng đồng cuộc đi tăng ngay tại thủ đô Paris. Việt Nam và Indonesia đạt đồng thuận về phân định vùng đặc quyền kinh tế. Kính thưa quý vị, một ngày sau Thượng viện thì đến lượt Hạ viện Mỹ ngày hôm qua đã thông qua gói viện trợ 45 tỷ đô la cho Ukraine cho năm tới. Đây là một khoản tiền nằm trong số gần 1.700 tỷ đô la của ngân sách chính phủ liên bang cho năm tới. Trước khi đa số ở Hạ viện thuộc về Đảng Cộng hòa, các dân biểu Mỹ trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ đã thông qua dự luật tài chính nói trên với 255 phiếu thuận và 201 phiếu chống. Vào lúc Tổng thống Volodymyr Zelensky trở lại Kiev sau chuyến công du chấp nhoáng đến Washington, Quốc hội Lưỡng viện Mỹ đồng ý cấp viện trợ thêm cho Kiev 45 tỷ đô la như mong đợi. Một số nhà quan sát cho rằng phát biểu của Tổng thống Ukraine hôm 21 tháng 12 vừa qua đã mang tính quyết định vào lúc mà một số dân biểu bên Đảng Cộng hòa bắt đầu mệt mỏi vì Mỹ đã chi quá nhiều, khoảng 50 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine. Ông Volodymyr Zelensky đã lập tức gửi tin nhắn qua Twitter cảm ơn Hạ viện Mỹ, cảm ơn hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa đồng lòng sát cánh với Ukraine vào thời điểm then chốt, sát cánh với người dân Ukraine trước thử thách hiện nay. Hãng tin Anh Reuters đi sâu vào chi tiết. Gói hỗ trợ 45 tỷ đô la lần này bao gồm cả viện trợ kinh tế và quân sự. Đáng chú ý nhất là thông báo Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot. Tuy nhiên, vẫn theo Reuters, một số nhà quan sát tại Hoa Kỳ đánh giá một hệ thống tên lửa phòng không tối tân của Mỹ không làm thay đổi cục diện chiến tranh ngay tức khắc. Về phía Kiev, phát biểu qua video tối qua, chính ông Zelensky đã kêu gọi người dân đề cao cảnh giác trước khả năng quân đội Nga lại ồ ạt tấn công vào dịp lễ Noel này. Giáng sinh càng cận kề, nguy cơ quân khủng bố Nga tăng tốc các đợt tấn công lại càng lớn, bởi theo ông, quân Nga không quan tâm đến những giá trị đạo đức của người Công giáo và họ cũng không quan tâm đến bất kỳ một giá trị đạo đức nào khác. Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ nhanh chóng ký sắc lệnh ban hành đạo luật vừa được Quốc hội Lưỡng viện thông qua. Ông giải thích đây là một văn bản tốt đối với kinh tế của Hoa Kỳ, kích thích sức cạnh tranh của nước Mỹ và có lợi cho người dân Mỹ. Quả thực chỉ riêng cho ngành quốc phòng, dự luật tài chính 1.700 tỷ đô la của Mỹ dự trù bơm thêm 855 tỷ đô la cho lĩnh vực này. Đây là một tin vui đối với tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin chẳng hạn. Cùng ngày, Lầu Năm Góc đã thông báo ký hợp đồng hơn 1 tỷ đô la với Lockheed Martin. Cũng trong nỗ lực giúp Ukraine đối mặt với chiến tranh, ngày hôm qua Hà Lan thông báo viện trợ 2,5 tỷ euro cho Ukraine trong năm tới. Thủ tướng Mark Rutte cho biết phần lớn khoản viện trợ này dành cho lĩnh vực quân sự để tiếp tục chống lại cuộc xâm lược Nga đang tiến hành. Thông tín viên của RFI Laure Brouilla trong khu vực cho biết thêm. 2,5 milliards d'euros, dont près de 2 milliards destinés au soutien militaire, selon les déclarations du Premier ministre. 2,5 tỷ euro, trong đó có gần 2 tỷ dành cho hỗ trợ quân sự, theo phát biểu của Thủ tướng Mark Rutte. Thông báo của chính phủ Hà Lan nêu chi tiết là phần còn lại là dành cho viện trợ nhân đạo, chi phí cho các cuộc điều tra tội ác chiến tranh ở Ukraine, tái thiết các cơ sở hạ tầng năng lượng và nông nghiệp, bệnh viện hoặc nhà ở. Tuy nhiên, việc sử dụng gói viện trợ sẽ còn tùy thuộc vào nhu cầu của Ukraine và diễn biến của cuộc xung đột. Trên mạng Twitter ngày hôm qua, Thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh là chừng nào Nga còn tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, Hà Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về các lĩnh vực quân sự, nhân đạo và ngoại giao. Thủ tướng Mark Rutte cũng cho biết là ông đã có cuộc điện đàm về chủ đề này với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo một tài liệu do Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan ký và công bố vào tuần trước, thì kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược, Hà Lan đã cấp gần 1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kiev. Như vậy, với ngân sách mới, số tiền viện trợ cho Ukraine đã tăng lên gấp 3. Laure Brouillard, Bruxelles, RFI. Chiến tranh Ukraine gây căng thẳng trong quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu với Trung Quốc. Bắc Kinh nhìn nhận là chiến dịch quân sự do Nga phát động ở Ukraine đã đặt Trung Quốc vào tình thế rất khó khăn bởi Bắc Kinh không muốn phải lựa chọn giữa Moscow và Kiev. Tân đại sứ Trung Quốc ở Liên hiệp châu Âu, ông Phó Thông đã thừa nhận như trên. Trong buổi phỏng vấn riêng với báo mạng Hồng Kông sau China Morning Post và được đăng ngày hôm qua, ông Phó Thông cho rằng Bắc Kinh bị vạ lây từ cuộc chiến, không hưởng lợi ích gì khi chiến sự kéo dài.
Ông cáo buộc Washington lợi dụng cuộc khủng hoảng này và đề nghị Bruxelles cùng với Bắc Kinh chấm dứt các biện pháp trừng phạt mà mỗi bên áp đặt. Một trong những ưu tiên của tân đại sứ Phó Thông là phi chính trị hóa mối quan hệ Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Ông bác các cáo buộc của phương Tây về việc Bắc Kinh đã không lên án cuộc xâm lược Nga ở Ukraine. Ông đổ lỗi là mọi người có xu hướng quên rằng ngay ngày 25 tháng 2, Trung Quốc đã kêu gọi tìm một giải pháp hòa bình sau cuộc điện đàm quan trọng giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cho rằng các nước châu Âu diễn giải quá sát vào cụm từ mối quan hệ không giới hạn được nguyên thủ Nga và Trung Quốc cam kết vào đầu tháng 2 khi ông Putin đến Bắc Kinh tham dự lễ khai mạc Thế vận hội để cáo buộc Trung Quốc đứng về phe xấu hết lời dẫn. Như để chứng minh thực tâm của Bắc Kinh, tân đại sứ Phó Thông nhấn mạnh rằng 10 tháng sau khi Nga phát động cuộc chiến, Trung Quốc không hỗ trợ quân sự cho Nga, lập trường của chúng tôi khá cân đối và chúng tôi sẵn sàng cam kết cho mọi nỗ lực hòa bình. Ngược lại, ông cáo buộc Mỹ lợi dụng chiến tranh Ukraine để bán vũ khí và thu lợi từ cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Vào tháng 12, ông Phó Thông nhậm chức đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, xin lỗi quý thính giả, tại Liên Hiệp Châu Âu đã bị bỏ trống từ một năm nay. Mỹ kêu gọi Nga nên nhìn nhận là đã đưa quân xâm chiếm Ukraine sau 300 ngày chiến tranh. Tổng thống Putin đã lỡ lời gọi đây là một cuộc chiến. Nhân cuộc họp báo cách nay 2 hôm, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua kêu gọi Moscow nhìn nhận thực tế. Thế còn tại nước Nga thì một dân biểu cấp địa phương đã đòi kiện Tổng thống Putin vi phạm luật, loan tải thông tin sai lệch, bêu xấu quân đội Nga. Hãng tin Pháp AFP trích lời một quan chức của Mỹ mỉa mai nhận định rằng từ ngày 24 tháng 2, Mỹ cũng như là thế giới đều biết nước Nga đưa quân xâm chiếm Ukraine, chỉ riêng có điện Kremlin vẫn gọi đấy là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Moscow thậm chí còn ban hành một đạo luật trừng phạt nghiêm ngặt những ai dám nói đến chiến tranh Ukraine, để rồi 300 ngày sau chính ông Putin đã sử dụng cụm từ chiến tranh. Bước kế tiếp, chủ nhân điện Kremlin nên xin trích công nhận thực tế đó. Họp báo hôm thứ Năm vừa rồi khi nói về Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố ông mong muốn chiến tranh phải khép lại sớm chừng nào tốt chừng. Còn một dân biểu Nga ở cấp thành phố là ông Nikita Yurev, được AFP trích dẫn cho biết đã đệ đơn kiện chủ nhân điện Kremlin dám bôi nhọ quân đội Nga và phát tán thông tin sai lệch khi nói đến xung đột cũng như là chiến tranh tại Ukraine. Tham quan một nhà máy sản xuất vũ khí tại thành phố Tula, cách thủ đô Moscow 200 cây số về phía nam vào ngày hôm qua, ông Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lãnh đạo trong ngành phải tăng tốc độ sản xuất để quân đội có đủ vũ khí và các phương tiện cần thiết trên mặt trận Ukraine, từ trong nguyên văn. Ngày hôm qua, một người đàn ông Pháp đã nổ súng trước một trung tâm văn hóa Ahmed Kaya của cộng đồng Kurdistan ở quận 10 Paris, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án một cuộc tấn công tàn ác ngay trung tâm Paris và người Kurdistan trở thành mục tiêu. Sáng ngày hôm nay, ông Laurent Nunez, người đứng đầu ngành cảnh sát Paris, đã tiếp đại diện của cộng đồng người Kurdistan. Một cuộc tuần hành được tổ chức vào chiều nay. Cả 3 nạn nhân đều là người Kurdistan, tuy nhiên Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho rằng chưa chắc là kẻ giết người chủ định sát hại người Kurdistan, dù rõ ràng ý đồ của nghi phạm là tấn công người nước ngoài. Còn trưởng lý Paris Laure Beko cho biết là động cơ phân biệt chủng tộc cũng sẽ được điều tra. Sau vụ xả súng, nhiều người Kurdistan đã tập hợp phản đối trong khu vực, coi đó là hành động khủng bố và cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều vụ xô xát với lực lượng cảnh sát đã xảy ra. Hãng tin Pháp AFP trích 2 nguồn tin cảnh sát cho biết nghi phạm là một người lái tàu hỏa nghỉ hưu quốc tịch Pháp, 69 tuổi, đã bị bắt ngay sau vụ việc và bị tạm giam. Cảnh sát tư Pháp đã mở điều tra về tội ám sát, mưu sát, bạo lực có chủ ý bằng vũ khí và vi phạm pháp luật về vũ khí. Năm 2017, người đàn ông này đã bị kết án 6 tháng tù treo vì tàng trữ vũ khí trái phép. Nghi phạm không nằm trong danh sách theo dõi của Tổng cục An ninh Nội địa hay bị coi là thành phần cực hữu. Vụ xả súng giữa trung tâm Paris và ngay trước dịp lễ Giáng sinh đã khiến người dân Pháp bàng hoàng. Giới chính trị gia bày tỏ tức giận và đồng loạt lên án vụ tấn công ghê tởm, tưởng nhớ đến các nạn nhân và chia buồn với thân nhân. Thư ký Đảng Cộng sản cũng như tân lãnh đạo của Đảng Những người Cộng hòa đặt câu hỏi về việc trả tự do cho một người đã bị thẩm vấn cách đây một năm vì mưu sát. Cách đây 11 tháng, thủ phạm vụ xả súng đã dùng kiếm tấn công người tị nạn Sudan.
Cũng tại Pháp, nhân viên xe lửa đình công cả 100.000 người mất lễ Giáng sinh. Nhân viên kiểm soát vé của tập đoàn xe lửa quốc gia SNCF đình công đòi tăng lương 40% các tuyến tàu cao tốc TGV và 1/3 các tuyến xe lửa tốc hành TER hay Intercity đã bị hủy trong hai ngày cuối tuần 24 và 25 tháng 12. Bộ Giao thông dự phóng thiệt hại tài chính lên đến khoảng 100 triệu euro. Thế nhưng vài giờ trước lễ Giáng sinh thì khoảng 200.000 người Pháp không thể về đoàn tụ với gia đình hoặc họ phải tìm những phương án khác do tàu đã bị hủy sau một năm với nhiều mệt mỏi. Đây là giọt nước làm tràn ly, đặc phái viên của RFI từ Marseille, Yoram Meloui, tường thuật. Guillaume Trépigne sur le quai de la gare Saint-Charles, il a passé sa journée à essayer de rejoindre Lyon depuis Cannes. On avait pris un TGV et on a dû appeler pour reprendre deux TER. Guillaume đứng ngồi không yên tại nhà ga Saint-Charles ở Marseille. Khởi hành từ Nice, cả ngày anh loay hoay tìm cách để đến được Lyon. Anh cho biết đã phải đi lòng vòng bắt chuyến tàu cao tốc, rồi đi thêm hai chuyến tàu nội vùng TER để rồi bị kẹt ở Marseille. Thật là mệt mỏi, Guillaume đi như vậy là mất 10 tiếng đồng hồ thay vì chỉ cần 4 tiếng để từ Nice đến được Lyon. Anh rất bực mình nhưng đành chịu. Cách không xa Guillaume, Timothée đang đợi tàu về với gia đình ở Poitiers, miền Tây nước Pháp. Cô đã đặt vé xe lửa từ hơn 1 tháng rưỡi trước nhưng giờ chót tàu bị hủy. Timothée phải gọi về cho gia đình, bố mẹ ra đón cô ở Tours, cách nhà 1 giờ lái xe. Còn Noah đang lo không phải bơ vơ đón Giáng sinh một mình. Cô nói đã tìm mọi cách, nào là đi xe chung với ứng dụng BlaBlaCar, nhưng vì phải đi từ phía Nam lên đến gần miền Bắc nước Pháp, cô không có phương tiện nào khác ngoài hệ thống xe lửa. Vì phong trào đình công và phản đối vé và giờ chót, chuyến về thăm gia đình lần này của Noah tốn thêm hơn 60 euro. Yoram Meloul, Marseille, RFI. Nếu như người Pháp mất Noel vì phong trào đình công thì tại Mỹ, hàng 100.000 người không thể đoàn tụ với gia đình vào dịp Giáng sinh bởi bão tuyết. Một nửa nước Mỹ bị chìm trong giá lạnh, gần 1,5 triệu hộ gia đình bị mất điện. Thông tín viên Lubna Anaki tại New York tường thuật. Sans surprise, cette tempête s'avère brutale comme le redoutaient les autorités. Không bất ngờ, trận bão rất dữ dội như chính quyền đã lo ngại. Vùng bị ảnh hưởng của cơn bão trải rộng trên 3.000 km. Tuyết rơi, gió mạnh mà mưa đã làm tê liệt nhiều sân bay, trong khi đây là thời điểm nhu cầu đi lại đông nhất trong năm với gần 45 triệu hành khách. Rất đông trong số họ đã phải điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Hôm qua, 11.000 chuyến bay đã bị hủy hoặc bị chậm lại. Tại một số thành phố như Buffalo, chính quyền đã ra lệnh cấm đi lại trên các tuyến đường có tuyết phủ và gió mạnh vì quá nguy hiểm. Tương tự, giao thông cũng bị đóng tại bang Minnesota hay trên một phần lớn trục đường chạy ngang đất nước từ đông sang tây. Trận bão này kéo theo băng giá ở hơn nửa nước Mỹ, nhiệt độ xuống dưới ngưỡng 0 độ C. Trong vùng Bình Nguyên có nơi nhiệt độ xuống âm 33, âm 40, thậm chí là âm 55 độ C. Tại bang Ohio, Missouri, Kentucky, nhiều trung tâm cứu trợ khẩn cấp đã được triển khai để đón tiếp những người không có điều kiện sưởi ấm, nhất là khi gần 1.5 triệu người đang bị mất điện. Chính quyền ở khắp nơi kêu gọi người dân thận trọng. Cuối tuần này bão sẽ dịu xuống nhưng nhiệt độ khắc nghiệt vẫn sẽ kéo dài đến cuối tuần tới. Chuyển sang thời sự châu Á, Việt Nam và Indonesia đã đạt được đồng thuận về phân định vùng đặc quyền kinh tế, thông báo được Tổng thống Joko Widodo đưa ra hôm qua sau khi tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công du từ ngày 21 đến 23 tháng 12. Tổng thống Indonesia cho biết là sau 12 năm đàm phán liên tục, Indonesia và Việt Nam cuối cùng đã kết thúc các cuộc đàm phán về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của hai nước dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, hết lời dẫn. Chàng The Diplomat nhắc lại là trong suốt nhiều năm, Việt Nam và Indonesia tìm cách giải quyết chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế quanh quần đảo Natuna. Dù hai nước đã ký một thỏa thuận về ranh giới thềm lục địa vào năm 2003, nhưng vẫn bất đồng về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế, chủ yếu do quan điểm pháp lý khác nhau về cách thực hiện. Việc Hà Nội và Jakarta đạt được một thỏa thuận về vùng đặc quyền kinh tế đánh dấu một bước quan trọng hướng đến giải quyết những bất đồng ở Biển Đông giữa hai quốc gia thành viên ASEAN. Tranh chấp chủ quyền đã khiến hai nước căng thẳng về tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp, cản trở việc hình thành một mặt trận chung chống lại những yêu sách phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông. Về y tế, mọi chú ý dồn về phía Trung Quốc nơi dịch COVID đang dâng cao. Trung Quốc, người dân đua nhau đi mua thuốc giảm sốt. Thông tín viên Stefan Lagarde từ Bắc Kinh cho biết.
C'est une mobilisation qui rappelle celle du printemps 2020. Cuộc huy động lần này làm mọi người nhớ đến thời kỳ hồi mùa xuân 2020 khi mà Trung Quốc thiếu khẩu trang và trang thiết bị bảo hộ chống dịch. Hàng trăm dây chuyền sản xuất có thể thiếu hụt lao động do nhân viên bị nhiễm COVID. Thế nhưng số còn lại thì đã bị trưng dụng. Ít nhất 12 tập đoàn dược phẩm được lệnh bảo đảm cung cấp loại thuốc thiết yếu, bảo đảm cho khâu sản xuất. Một số nhà cung cấp là các công ty quốc doanh cũng đã được lệnh hoạt động 24/24. 160 chi nhánh của tập đoàn Sinopharm lao vào cuộc chạy đua ngày đêm để khắc phục hiện tượng thiếu thuốc điều trị. Những hộp thuốc của ngoại quốc, đặc biệt là thuốc của hãng Pfizer, bắt đầu được bán trên một số mạng Internet với giá cả trên trời. Nhưng vẫn chưa đủ vì nhiều hiệu thuốc trong thành phố không nhận được hàng. Điều đó tạo nên một làn sóng hoảng loạn, dân chúng đua nhau đi mua thuốc. Làn sóng dịch đang tạo nên không khí hốt hoảng và mọi người đi mua thuốc bừa bãi trước khi bị lôi vào vòng xoáy của khủng hoảng y tế. Theo Sina Finance, hiện tại dân Trung Quốc tiêu thụ 400 triệu viên thuốc Ibuprofen mỗi ngày. Đây chỉ là một thí dụ cho thấy nhu cầu rất lớn để mua thuốc giảm sốt, giảm đau. Nhiều hiệu thuốc trên Internet từ nhiều ngày qua thông báo không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Hệ quả kèm theo là cùng với việc tăng tốc sản xuất, Trung Quốc đã ngừng xuất khẩu một phần các loại thuốc ra thế giới. Hơn thế nữa, Trung Quốc nhập thêm thuốc men của nước ngoài. Cộng đồng người Hoa ở hải ngoại được kêu gọi đi vơ vét thuốc gửi về cho gia đình. Stéphane Lagarde, PKRF. Sau đây là các phần tin bổ sung. Samsung khánh thành trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất Đông Nam Á ở Việt Nam. Ngày hôm qua, Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Chae-yong đã tham dự lễ khánh thành. Trung tâm có tổng vốn đầu tư 220 triệu đô la tại Hà Nội. Chính phủ Việt Nam hoan nghênh công trình được hoàn thành đúng tiến độ vào cuối năm 2022 theo lời hứa của tập đoàn Hàn Quốc và sẽ giúp Việt Nam vượt qua vai trò là cứ điểm sản xuất toàn cầu để trở thành cứ điểm chiến lược về nghiên cứu và phát triển của Samsung trên toàn cầu. Lo ngại về sức khỏe của thần tượng bóng đá, người Brazil Pelé, con gái ông ngày hôm qua đã công bố một bức ảnh với cầu thủ người Brazil bên cạnh hàng chữ "Thêm một đêm được ở gần cha". Trước đó, các nguồn tin từ bệnh viện São Paulo cho biết là bệnh ung thư của danh thủ Pelé có khuynh hướng phát triển theo hướng xấu. Pelé năm nay 82 tuổi, ông đã phải nhập viện từ cuối tháng 11. Danh thủ Pelé người Brazil bị ung thư ruột già. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI và ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Chi Phương. Điểm tuần báo. Le Point ra liền hai số từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 12 với tựa trên trang bìa "Những kẻ độc tài sẽ kết thúc như thế nào?" Bắt đầu với câu hỏi có ai đã từng nghĩ đến cái chết của Vladimir Putin sẽ ra sao? Tuần sàn đưa độc giả ngược dòng lịch sử qua những bài phân tích chia theo giai đoạn trị vì của các nhà độc tài như Hitler, Mussolini, Stalin hay Gaddafi. Họ tự coi mình là những bậc thánh thần và được cho là bất khả chiến bại. Nhưng đến khi bị lật đổ, tất cả các điểm yếu đều bị hé lộ. Trên thực tế, đó lại là những kẻ đáng thương bị cô lập. Kết thúc đệ nhị thế chiến năm 1945, bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 hay mùa xuân Ả Rập năm 2010 khi đã đến ngày tàn, buổi xế chiều của mình, số phận của mỗi nhà độc tài là được định đoạt một cách khác nhau, thường là không mấy tốt đẹp. Có người tự tử như Hitler, có người thì bị hành quyết dã man trước công chúng. Thế nhưng cũng có người đã lọt lưới chết trên giường bệnh như Pinochet. Nhà độc tài này thậm chí còn có cả quốc tang. Điều đáng chú ý là những hậu quả về mặt tinh thần mà những nhà độc tài để lại khó có thể biến mất ngày một ngày hai. Còn những nhà độc tài vẫn tài vị thì sao? Le Point cho biết, những hành động tàn bạo mà Putin gây ra ở Ukraine đã dấy lên mong muốn công lý can thiệp vào. Trên thế giới, chỉ tòa án công lý quốc tế là hay có thẩm quyền đưa ra phán quyết với những lãnh đạo độc tài. Một giả thuyết được đặt ra đó là liệu Vladimir Putin sẽ được xét xử ra sao? Liệu ông Putin có thể thoát khỏi vòng lao lý vì điều kiện sức khỏe, một lý do truyền thống của Nga? Hay là tự tử, giống như Hitler, kim chỉ nam của Tổng thống Nga sau đệ nhị thế chiến? Trên thực tế, dù đã tồn tại 20 năm nay, nhưng chức năng của tòa án là hay lại không thực sự hiệu quả. Le Point trích dẫn nhận định của giải Nobel Hòa bình năm nay, bà Alexandra Drick, cho rằng nếu không trừng phạt Tổng thống Nga thì chẳng khác nào kẻ độc tài đã giành chiến thắng.
Theo bà Drake, dù chiến tranh chưa kết thúc, nhưng nhiều cuộc điều tra đang được thực hiện ở Ukraine để chứng minh tội ác xâm lược của Điện Kremlin. Bà nhấn mạnh rằng những tội ác này đã xảy ra và cần phải xác định và trừng trị những kẻ phạm tội. Báo Le Point kết thúc số báo với chân dung của những nhà lãnh đạo độc tài hiện vẫn nắm trong tay luật pháp, đàn áp chính dân tộc mình và đe dọa láng giềng. Tiêu biểu là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Kim Jong-un ở Bắc Triều Tiên hay giáo chủ Ali Khamenei ở Iran. Vladimir Putin cũng là chủ đề được nhiều tuần san quan tâm phân tích. Lịch Press trích dẫn nhận định của giảng viên tại Đại học Georgetown, bà Angela Sten, chuyên nghiên cứu về Nga, chỉ ra rằng Putin ngày càng cô độc ở Nga. Thêm vào đó, lãnh đạo của tập đoàn bán quân sự Wagner, Prigozhin, thần Điện Kremlin, thường hoạt động bí ẩn, thì nay đã lộ diện trước công chúng. Prigozhin đã công khai chỉ trích sự yếu kém của quân đội Nga và đôi khi ranh giới giữa quân đánh thuê Wagner và quân đội Nga bị mờ nhạt. Hay trường hợp của lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã tự cho phép có quyền chỉ trích sự thất bại trên chiến trường của quân đội Nga. Bà nhấn mạnh đến khả năng Putin quan ngại về quyền hạn ngày càng gia tăng của những lãnh đạo quân sự này, cộng thêm những tin đồn về việc binh lính Nga bất bình. Một câu chuyện điên rồ về lịch sử của đế chế Nga là tựa đề trang bìa của tuần báo Lobs ra liền hai số cho tuần này và tuần sau. Từ khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine, nhiều nhà phân tích hay giới chuyên gia quân sự, địa chính trị cho đến các nhà tâm lý học đều đã cố gắng làm rõ, phân tích ý định của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng khẳng định vào năm 2016 rằng không có đường biên giới nào đối với nước Nga. Tuần báo Lobs dành hồ sơ lớn để tìm hiểu về đế chế Nga. Làm thế nào mà từ một vùng lãnh thổ nhỏ bé nơi những người Viking sinh sống đã trở thành một đất nước rộng nhất thế giới với khoảng 17 triệu cây số vuông như hiện nay? Lịch sử đã chứng minh tham vọng bành trướng của Nga từ nhiều thế kỷ qua. Theo Lobs, cách tốt nhất để hiểu được một cuộc chiến tranh điên rồ ác liệt đang diễn ra ở Ukraine đó là lật lại những trang sử từ ngàn năm qua của Nga, từ Ivan Bạo Chúa cho đến Pigo Đại Đế hay Nữ hoàng Catherine Đệ Nhị. Vladimir Putin đều không ngừng mở rộng lãnh thổ, nhân danh Thượng Đế, Liên Xô hay dân tộc Slav vĩ đại. Lobs khẳng định rằng Putin bị ám ảnh bởi quá khứ, bởi lịch sử. Theo các nhà sử học, diện tích của nước Nga vào năm 1914 là 22 triệu km vuông. Trong 3 thế kỷ, đã mở rộng thêm hơn 50.000 km vuông mỗi năm nhờ vào chiến thắng của Bolshevik và sự thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, gọi tắt là Liên Xô, cũng như sự gia nhập của các nước anh em Đông Âu. Tuy nhiên, sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 đã đặt dấu chấm hết cho quá trình bành trướng này. Theo tuần sáng Lobs, thì ông Putin bị ám ảnh bởi quyền lực và sự say sưa với chủ nghĩa dân tộc. Ông tôn thờ các sao hoàng đã chinh chiến mở rộng bờ cõi. Tuy nhiên, trái ngược với những người tiền nhiệm, ông Putin không bác bỏ giai đoạn cộng sản mà đã chọn lọc, loại bỏ nhiều sự thực lịch sử như các hành động khủng bố của Stalin hay Hiệp ước Xô Đức đáng xấu hổ. Và ngược lại đề cao cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại khi nói đến chiến thắng năm 1945 và bỏ qua các cáo buộc của hàng ngàn phụ nữ Đức về việc bị Hồng quân hãm hiếp. Sự ảo tưởng của Putin đã dẫn đến cuộc chiến điên rồ lấy cớ phi hạt nhân hóa, phi phát xít hóa để tấn công một quốc gia có chủ quyền bằng việc gợi lại hình ảnh Hitler. Tuần san cũng nhắc lại nạn đói 1932-1933 ở Ukraine, trong khi chính quyền Stalin lại cho thóc lúa chất thành đống. Trước khi chiến tranh Ukraine xảy ra, chính quyền Nga đã không ngừng gây áp lực tại biên giới với các nước thuộc Liên Xô cũ qua việc ủng hộ quân ly khai như ở Ukraine. Theo Lobs, cuộc xung đột xảy ra năm 2008 là cuộc đột kích đầu tiên của ông Putin để thử nghiệm cho một cuộc chiến quy mô lớn hơn. Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI. Về thời sự nước Pháp, Lịch Press nói đến cuộc khủng hoảng trong liên minh cánh tả NUPES, vốn đã được giành được 146 ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử lập pháp và hy vọng có thể đối đầu với đảng hồi sinh của Macron. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo của Jean-Luc Mélenchon, liên minh lại có nhiều rạn nứt và khó đạt được đồng thuận. Nếu không nói là thất bại, thì liên minh NUPES cũng đã không giành được chiến thắng nào, chưa kể đến những bê bối của các nghị sĩ trong liên minh này. NUPES đã làm suy giảm niềm tin vào liên minh trong bối cảnh nhiều hồ sơ quan trọng đang được tranh luận ở Quốc hội, như cải cách hưu trí hay luật nhập cư. Tuần sàn Lịch Press đặt câu hỏi, liệu NUPES có thể trụ được vào năm 2023 hay không, nhất là khi cuộc bầu cử nghị sĩ châu Âu đang đến gần, nhiều nghị sĩ thuộc đảng xanh chưa chắc đã muốn sát cánh cùng với liên minh.
Với giọng điệu trầm biếm, xã luận Le Point chỉ trích Nupes đã làm mọi thứ để phe cực hữu tập hợp dân tộc chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo. Như vậy, nước Pháp sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn như cuộc cách mạng năm 1789. Nupes có thể chấp lấy thời cơ để lập ra quốc hội và thay đổi các định chế và không cần bầu cử. Le Point cũng quan tâm đến uy tín của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có tăng nhẹ trong thời gian gần đây. Tuần San trích dẫn kết quả của một cuộc thăm dò cho thấy uy tín của ông Macron đã tăng thêm 2 điểm vào tháng 12 sau khi mất đến 7 điểm trong vòng 2 tháng trước đó. Có được uy tín này là nhờ chiến lược ngoại giao của Macron. Tổng thống Pháp đã thực hiện nhiều chuyến công du cũng như thẳng thắn đưa ra lập trường, nhất là đối với Ukraine, cũng như nhờ các hỗ trợ cho người có thu nhập thấp trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Trong tuần san kết hợp 3 số, được phát hành từ ngày 15 tháng 12, Courrier International tổng kết lại những sự kiện nổi bật của năm 2022 theo từng tháng qua những tranh minh họa dưới ngòi vẽ của họa sĩ André-Philippe Côté. Vào tháng 1, các cuộc biểu tình phản đối vaccine và các biện pháp phòng ngừa dịch tiếp diễn tại nhiều nơi, đặc biệt là ở Canada. Đoàn xe tự do quy tụ nhiều xe tải, xe kéo và các xe phân khối lớn kéo về Ottawa, đóng quân trước Quốc hội Canada trong vòng 24 ngày. Đến tháng 2, sự kiện không thể không nhắc đến, đó là cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Sự kiện này hiện vẫn là tâm điểm thời sự quốc tế. Nga bị cô lập trên trường quốc tế bởi các trừng phạt từ phương Tây, và vẫn đang tiếp tục oanh kích vào Ukraine nhằm tới các cơ sở năng lượng của nước này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử vào tháng 4 và gia đình nhà độc tài Marcos Ferdinand trở lại lãnh đạo Philippines vào tháng 5. Tháng 6 được đánh dấu bởi cuộc chiến chống lại phụ nữ ở Hoa Kỳ khi tòa án tối cao trao quyền cho các bang quyết định cho phép phá thai hay không. Vào mùa hè năm 2022, cuộc khủng hoảng chính trị ở Anh nổ ra khi Boris Johnson từ chức thủ tướng vào tháng 7. Đây cũng là thời gian mà cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị ám sát. Hè năm 2022 cũng là một năm xảy ra nhiều thảm họa khí hậu, với các vụ cháy rừng quy mô lớn ở nhiều nơi. Sự kiện nổi bật vào tháng 8 vừa qua đó là khủng hoảng ở eo biển Đài Loan khiến căng thẳng Mỹ-Trung lên đến đỉnh điểm sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, đến hòn đảo. Bắc Kinh đã mở các cuộc thao dượt quy mô lớn, đe dọa chủ quyền của Đài Bắc. Sang đến tháng 9, sự kiện đáng chú ý đầu tiên đó là nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị qua đời, khép lại 70 năm trị vì Anh quốc và 15 nước thuộc khối thịnh vượng chung. Tiếp đó là các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Iran với quy mô lớn nhất từ nhiều thập kỷ qua, sau khi một cô gái Hồi giáo bị thiệt mạng. Vào tháng 10, Trung Quốc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi người dân phẫn nộ với các biện pháp hà khắc trong khuôn khổ chính sách Zero Covid. Trong khi thế giới đã mở cửa trở lại, hàng ngàn học sinh sinh viên của nhiều trường học cũng như người dân tại 18 tỉnh thành Trung Quốc đã xuống đường biểu tình. Tháng 11 xoay quanh quả bóng tròn ở Qatar, ban tổ chức World Cup nhận vô số chỉ trích về nhân quyền. Tháng 12 được đánh dấu bởi thỏa thuận mang tính lịch sử, bảo vệ đa dạng sinh học của 30% diện tích trái đất, được ký bởi đại diện hơn 190 quốc gia tại Diễn đàn Đa dạng Sinh học COP15 ở Montreal. Vì là số cuối cùng trước lễ Giáng sinh, nên hầu hết các tuần san đều dành một mục riêng để nói về chủ đề này, từ ẩm thực cho đến văn hóa hay các vấn đề xã hội liên quan. Nếu như Courrier International đưa độc giả khám phá ẩm thực của thế giới, thì Le Point đề cập đến vấn đề tặng quà hoặc trang trí dịp Noel đối với những người bảo vệ thiên nhiên. Khoảng 100.000 tấn đồ chơi bị bỏ vào thùng rác mỗi năm, tiêu thụ trong dịp Noel, chiếm 1% lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Le Point giới thiệu các cách mừng lễ Giáng sinh mà không cảm thấy có lỗi với môi trường, như sử dụng các loại giấy bọc quà thân thiện, có thể dùng đồ cũ làm quà tặng hoặc tặng một cái cây, không nên tiêu tốn nhiều tiền bạc để mua đồ mới mà mặc lại đồ cũ. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với tạp chí đặc biệt đón Giáng sinh 2022, Thanh Phương thực hiện tạp chí qua chủ đề Giáo hội Công giáo và hơi ấm Giáng sinh cho những người nghèo. Sau đó mời quý vị đón nghe góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu các album mới được phát hành nhân mùa Noel năm nay. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại phóng sự của Thu Hằng từ Cachan, ngoại ô Paris nói về những món quà Giáng sinh cũ người mới ta trong kinh tế tuần hoàn. Nhưng ngay bây giờ, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hạ viện Mỹ thông qua khoản viện trợ 45 tỷ đô la cho Ukraine.
Nước Pháp bàng hoàng sau vụ xả súng nhắm vào cộng đồng của Kristen ngay tại thủ đô Paris. Việt Nam và Indonesia đạt đồng thuận về phân định vùng đặc quyền biên giới. Thưa quý vị, đúng vào ngày Giáng sinh, tạp chí đặc biệt của RFI hôm nay do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Giáo hội Công giáo và hơi ấm Giáng sinh cho những người nghèo. Người dân Sài Gòn đón lễ Giáng sinh năm nay trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản xuất trong một số ngành bị đình trệ, hàng chục ngàn công nhân mất việc, cuộc sống của người lao động nghèo ở thành phố đông dân nhất Việt Nam càng thêm khốn đốn. Theo lời linh mục Phêrô Vũ Minh Hùng, chánh xứ nhà thờ Vườn Xoài ở đường Lê Văn Sĩ, Sài Gòn, thời điểm này càng là lúc để Giáo hội Công giáo Việt Nam đồng hành với những người không may mắn, cụ thể là qua những bữa ăn trưa miễn phí mà nhà thờ Vườn Xoài chuẩn bị cho họ mỗi ngày. Khoảng chừng gần 100.000 công nhân đã nghỉ, thì nó ảnh hưởng không phải là một các tỉnh mà cả thành phố nữa. Nhiều người làm việc ở đó, rồi thứ hai nữa là cái cơ bản của dân thành phố nó cũng chật vật, và trong cái thời buổi kinh tế lúc này nó cũng suy thoái. Thành thử ra là nhiều người đã cũng không có đủ cơm ăn áo mặc. Chính vì vậy mà giáo hội không đứng bên lề, và giáo hội luôn đồng hành với họ để rồi nghĩ ra những cái cách gì đó để giúp cho họ một phần nào, chứ không dám nói rằng là sẽ giúp cho họ giải quyết được. Những bữa ăn cũng chính là những cái điều mà họ phải quan tâm. Chẳng hạn như là trước đây mình làm ở giáo xứ cũ thì tệ nạn xã hội nhiều, bởi vì họ đói thì họ đi kiếm thôi. Nhưng mà từ khi mà mình mở quán ăn thì họ sẽ bớt đi những cái tệ nạn hơn nhiều. Đó là cái thấy được cái lúc trước ở giáo xứ cũ. Bây giờ về giáo xứ mới này thì cái lượng người đông hơn, nhu cầu nó nhiều hơn, tại vì nó từ bến ga xe lửa của Sài Gòn rồi chạy dọc theo con đường Lê Văn Sĩ đến Lăng Cha Cả. Thì con đường đó người giàu cũng có, nhưng mà đa số là những người nghèo đi làm thuê, làm mướn cho những người xung quanh đó, những người khá giả hơn. Cho nên cuộc sống họ cũng rất là chật vật, khó khăn. Chính vì vậy mà chúng tôi cố gắng làm một cái gì đó để mà giúp đỡ họ bằng cách là mở một quán cơm đó. Ít ra là họ được một bữa trưa. Như có người nói rằng là con chỉ ăn một bữa trưa này thôi, vì sáng nay cũng không ăn, chiều nay cũng không ăn. Thì quả thực là có những hoàn cảnh như vậy thì rất là tội. Nên chính vì vậy là cái động lực để mình giúp người nghèo nhiều hơn. Quán cơm 2000 do cha lập ra, khai trương vào đầu tháng 10, ta hoạt động liên tục từ đó cho đến nay. Đây vẫn là công việc mà cha Hùng đã làm từ 8 năm qua khi còn là chánh xứ Martino Thị Nghè, trước khi được bổ nhiệm làm chánh xứ nhà thờ Vườn Xoài cách đây hơn 3 tháng. Kể cả khi dịch COVID-19 hoàn thành dữ dội ở Việt Nam, thành phố Sài Gòn phải sống giãn cách, những bữa ăn vẫn đến với người nghèo dưới hình thức điểm phát cơm miễn phí hỗ trợ mùa dịch COVID mỗi ngày. Khi chúng tôi đến thăm nhà thờ Vườn Xoài hôm 13 tháng 12, từ sáng sớm, các giáo dân tình nguyện đã tất bật chuẩn bị cho bữa ăn trưa hôm đó. Người thì rửa rau, người thì xào nấu, người thì xếp bàn ghế, để khoảng 10 giờ rưỡi sẽ đón tiếp cả 100 người kéo đến để được ăn bữa duy nhất trong ngày với đầy đủ rau thịt tươi sống. Cha Hùng đặt tên là quán cơm 2000 để những người đến đây không cảm thấy như được ăn bố thí, mà mỗi người chỉ bỏ một món tiền rất nhỏ là 2000 đồng để nhận một khay thức ăn, thay vì phải bỏ ra ít nhất 20 hay 30 ngàn đồng mới được một bữa cơm bình dân với chất lượng thua xa. Nhà thờ Vườn Xoài huy động những nguồn nhân lực tài lực nào để có thể bảo đảm mỗi ngày đều có những bữa ăn tươi ngon như thế? Cha Vũ Minh Hùng cho biết. Nhân lực thì bên giáo dân mình kêu gọi thì mọi người đều chung tay. Cái điều đó là thấy rõ là mỗi một ngày họ phục vụ đến mấy chục người. Buổi sáng làm rau, rồi xế trưa một nhóm tốt khác họ đến họ rửa khay, rửa chén. Rồi một số khoảng chừng mười mấy hai chục người là lo phục vụ họ. Còn cái tài chính để mà lo cái đó thì thực lực ở trong giáo xứ thì nhiều. Rồi cũng có người này người kia cho vài trăm ngàn, một triệu, hai triệu gì đó để mà phụ vào thôi. Nhưng mà chính cái nguồn lực của giáo xứ là chính. Rồi các nhà hảo tâm lâu lâu cũng có. Thì chúng tôi cũng đã duy trì cái công việc này đến 8 năm nay. Dĩ nhiên là lễ Giáng sinh và tiếp đến là ngày Tết càng là dịp để giáo hội chia sẻ niềm vui với những người nghèo, để họ được thêm hơi ấm của tình thương với những bữa ăn đặc biệt hơn, với những phần quà Noel, theo lời cha Vũ Minh Hùng. Hãy
trên phạm vi toàn quốc, nhóm liên kết tông đồ bác ái xã hội quy tụ phần lớn là các cựu sinh viên công tác xã hội và xã hội học, cũng có những hoạt động hướng về người nghèo trong dịp lễ Giáng sinh và ngày Tết sắp đến. Theo lời Sơ Maria Trần Thị Thu Thủy, nữ tu hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và là một thành viên của nhóm. Cho dù cho người cao tuổi hay cho trẻ đồng bào hay là cho trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay cho người khuyết tật thì cái ngày Giáng sinh hay ngày Tết nó cũng là một cái dịp đa ý nghĩa để cho người nghèo gọi là được cảm nhận một cái Tết. Những ngày thường thì họ đã ăn thiếu thốn rồi và họ cũng không cảm nhận được cái bữa no nó ngon như thế nào, cho nên thường là các cái nhóm hoạt động của chúng em cũng quan tâm cho cái một cái món quà hay một cái gì nó đặc biệt hơn, một bữa cơm đặc biệt hơn để cho họ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa của ngày lễ. Ở thành phố như dòng em là đến Giá Trị Quán, em cũng có hai máy ấm thì chúng em cũng có liên kết với bên Caritas Việt Nam hay là Caritas Sài Gòn hỗ trợ để mà cho em nó vui mùa Giáng sinh với lại các bạn bè một thành phố. Theo lời cha Vũ Bình Hùng, nói chung giúp những người nghèo bằng những bữa ăn tình thương tại nhà thờ Vườn Xoài chỉ là một trong vô số những hoạt động xã hội từ thiện của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung và Giáo phận Sài Gòn nói riêng, hướng về những gia đình gặp khó khăn. Có nơi thì tổ chức chăm lo cho những người nghèo, có nơi thì hướng nghiệp hoặc trợ cấp vốn hoặc lập các quỹ, các học bổng. Riêng nhóm Tông đồ Bác ái xã hội của Sơ Thủy cũng có nhiều chương trình học bổng cho các em nghèo, nhất là trẻ em, người dân tộc thiểu số. Nhưng không chỉ cấp học bổng, họ còn cố gắng giúp cho trẻ được học hành đến nơi đến chốn. Mình học thì mình có cái nền tảng là giúp con người thì cho cái cần câu hơn là cho con cá. Và nó có phương pháp khoa học, nhất là xã hội ngày hôm nay, cái giúp đỡ cho người nghèo nó cũng phức tạp và khó khăn hơn ngày xưa. Giúp một cái học bổng cho trẻ không đơn thuần chỉ là cho học bổng là xong, nhưng mà là đồng hành rồi là giúp đỡ tập huấn, hướng dẫn cho cha mẹ nâng cao cái nhận thức, gây cái ý thức cho trẻ biết là việc học quan trọng đối với tương lai của trẻ và đi tới một cái hướng nghiệp. Nhiều gia đình nghèo dẫn đến là cái việc giáo dục nghèo, chẳng hạn như những vùng miền núi ở Tây Bắc, ở Điện Biên á, nói đúng ra là bây giờ mình có cho họ học bổng á, thì cái việc học của nó cũng chỉ có lớp 1, lớp 2, nhiều khi con họ nó không học được, mất căn bản cái họ thôi. Đôi lúc mình cho tiền đó nhưng mà mình cứ thấy là trẻ nó bỏ học thôi, mất căn bản là nó nghỉ, hoặc là nhiều trẻ họ mất căn bản rồi cứ mong tới cái tuổi là 15 đây để bắt đầu đi về Sài Gòn hay đi các cái nơi tìm việc làm. Khi họ đi như vậy thì họ xin việc nó khó bởi vì không có chữ. Cái đồng tiền làm ra đôi lúc nó cũng không có đủ và gặp có nhiều cái rủi ro khác ở thành phố. Khi mà chúng em làm việc nhóm như thế này á, nói chung là mình biết được những ai là khó khăn ở chỗ đó, mình sẽ giới thiệu cho cái người tại cái địa điểm đó và cái giáo xứ đó giúp cho họ. Trẻ thì được lên thành phố, được đến các mái ấm. Đối với người đồng bào mà học cao lên là rất hiếm, cho nên nếu em nào có ý chí thì mình sẽ hỗ trợ hết mình. Những người ở trên thành phố này sẽ tìm học bổng và động viên các em sao để nó hoàn thành được cái việc học. Tuy nhiên theo lời Sơ Thủy, ngân sách dành cho các học bổng nói trên hiện chủ yếu là trích từ thu nhập của các nhà giàu, chưa thật sự dồi dào để đáp ứng các nhu cầu về học bổng của trẻ em vùng sâu, vùng xa. Các nhà giàu thì hầu hết là các lãnh đạo của dòng thì cũng có một cái khoản nhỏ gọi là bao nhiêu phần trăm trích từ cái thu nhập của dòng. Ví dụ như dòng em thì có khoảng 100 học bổng cho các bậc từ tiểu học đến đại học. Dĩ nhiên 100 nó chẳng thấm thía vào đâu với cái nhu cầu thực tế. Nhưng mà rồi cũng có một số nhóm như là ở ngoài Tây Bắc hay là ngoài Phan Thiết hay là Kon Tum thì chúng em cũng có được những cái mạnh thường quân giống như là họ có cha mẹ đỡ đầu á, gắn kết với một tổ chức nho nhỏ nào đó, tùy cái tổ chức đó, dĩ nhiên là khả năng một năm chỉ cho 10 học bổng, do là cái tổ chức đó có 10 phụ huynh họ nhận 10 em. Thêm nữa thì gây quỹ qua những cái giống như đi bán hàng vặt là những cái thủ công á, bán lịch. Cái phần đó thì tụi em đang làm thử thôi. Đặc biệt là nhóm mình năm ngoái thì bán lịch rồi bán những cái sản phẩm của các dòng họ làm ra đó. Cây quỹ như vậy thì chia ra cho mỗi vùng, cho mỗi dòng, mỗi nơi mà thì nó cũng được 5 học bổng, 3 học bổng như vậy đó, của mỗi vùng. Đó là gây quỹ lẻ. Nói chung là cũng chưa có nhiều ngân quỹ lắm đâu ạ. Tiếp tục với không khí Giáng sinh, mời quý vị thả bước vào góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu các album mới được phát hành nhân mùa Noel 2022.
Merry Christmas! Góc vườn âm nhạc. Từ các tên tuổi lẫy lừng như Mariah Carey, Andrea Bocelli hay Neil Diamond, cho đến các tài năng mới với phong cách độc đáo như Joss Stone hay Camila Cabello, có thể nói là Noel năm nay hứa hẹn là một mùa nhạc phong phú, kinh doanh bội thu với hơn 20 album Giáng sinh đủ loại vừa được trình làng. Trong số các dòng ca trẻ, thần tượng Camila Cabello có lẽ là ngôi sao sáng có quỹ đạo thành công ngoạn mục nhất. Sau khi tách ra khỏi nhóm Fifth Harmony để khởi nghiệp hát solo với album đầu tay vào năm 2018, Camila đã liên tục lập nhiều kỷ lục âm nhạc, trong đó có bản song ca Señorita Guillaume với Shawn Mendes thu hút gần 1,5 tỷ lượt người xem trên mạng. Bản nhạc Bam Bam với sự hợp tác của Ed Sheeran cũng ăn khách đáng kể trong thời gian qua, với nhịp điệu và âm thanh Latin cách tân thu hút hơn 500 triệu lượt người nghe trên mạng Spotify. Mùa Noel năm nay vào lúc Mariah Carey muốn chinh phục danh hiệu nữ hoàng Giáng sinh nhưng lại không thành, Camila lại lao vào cuộc đua với tác phẩm nổi tiếng I'll Be Home for Christmas, được ông hoàng crooner Bing Crosby ghi âm lần đầu tiên vào năm 1943. Bản nhạc này với thời gian đã trở thành một giai điệu Giáng sinh kinh điển, từng được Kelly Clarkson hay Michael Bublé ghi âm lại thành nhiều phiên bản để đời. Này tới phiên mình, Camila đã thực hiện một bản ghi âm với lối phối khí tinh tế, như thể cô hát với một dàn nhạc mariachi với những nét chấm phá đặc thù Latin. Camila từng biểu diễn nhạc phẩm này tại Nhà Trắng, nhưng đây là lần đầu tiên cô chính thức phát hành giai điệu I'll Be Home for Christmas trên đĩa nhạc, cũng như thành công trên các mạng âm nhạc trực tuyến Deezer và Spotify. Một trong những album Noel đầu tiên thành công vang dội trong năm nay chính là tập nhạc của nhóm Backstreet Boys. Nhóm boys band người Mỹ này ra mắt album Giáng sinh đầu tiên gần 30 năm sau ngày nhóm được thành lập. Mặc dù người em trai đã đột ngột qua đời hồi đầu tháng 11, nhưng ca sĩ chính Nick Carter đã cùng với 4 thành viên trong nhóm tiếp tục vòng lưu diễn để quảng bá cho album Noel đầu tiên của họ. Album Giáng sinh này bao gồm 13 ca khúc, trong đó có 3 sáng tác mới. Phần lớn còn lại là những bản cover của những ca khúc Giáng sinh kinh điển, tiêu biểu nhất là bài hát Last Christmas của George Michael. Cho dù thời hoàng kim của các nhóm boys band đã qua, nhưng các nhóm này vẫn giữ được nhiều cảm tình ưu ái nơi giới hâm mộ. Các bản nhạc của họ gắn liền với thời thanh xuân của cả một thế hệ, và điều đó giải thích vì sao hiện nay trào lưu boys band đang trở lại. Theo tạp chí Billboard của Mỹ, khi nhóm này tái hợp, vòng lưu diễn năm 2018 đã thu về hơn 35 triệu đô la. Lượng fan đông đảo giải thích phần nào vì sao nhóm Backstreet Boys thành công năm nay với album Noel đầu tay của họ.
Mỗi nghệ sĩ khi cho ra mắt album Giáng sinh đều chọn một màu sắc chủ đạo và thể loại sở trường. Alicia Keys hay George Stone phát hành album Noel đậm đặc chất soul và phúc âm. Jim Brickman thì thiên về nhạc Noel phối theo điệu jazz, trong khi năm 2022 đánh dấu ngày xuất hiện trở lại của nam dân ca Chris Isaak và Neil Diamond. Trong thể loại pop rock, qua những giai điệu như Winter Wonderland hay Jingle Bells Rock, Chris Isaak cũng có thể gây bất ngờ trong cách hát những nốt trầm làm cho người nghe liên tưởng tới ông hoàng Elvis Presley. Here we know that Christmas will be green and bright. Sun that shines all day with all those stars at night. Về phía Neil Diamond, album vừa được phát hành thực ra là một tuyển tập chọn lọc, tổng hợp các bài hát nổi bật trích từ 4 album Noel bán chạy nhất của nam danh ca người Mỹ từ năm 1992 cho tới năm 2016. Trong năm nay, tập đoàn Universal Music đã mua lại toàn bộ catalog âm nhạc của Neil Diamond, kể cả các bài hát chưa từng được phát hành. Hãng đĩa này đã dùng công nghệ mới để hòa âm lại đa số các bài hát của danh ca người Mỹ rồi phát hành tuyển tập A Neil Diamond Christmas. Danh ca này đã tuyên bố giải nghệ vào năm 2018 sau khi bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh Parkinson. Album Noel của Neil Diamond được trình làng vào lúc vở nhạc kịch A Beautiful Noise kể lại cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nam danh ca được dựng trên sân khấu Broadway của Mỹ vào đầu tháng 12 năm nay. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Từ thể loại pop rock chuyển sang dòng nhạc bán cổ điển, Noel năm 2022 cũng đánh dấu ngày trở lại của Andrea Bocelli với tập nhạc Giáng sinh thứ nhì. Album thứ nhì này gồm 13 bản nhạc, một số bài do Andrea Bocelli hát chung với hai người con là Matthew và Virginia. Nhiều bản nhạc từng được Andrea Bocelli thể hiện trước đây nay được ghi âm lại với những bản phối mới. Đối với danh ca tenor người Ý thì dường như ít có món quà nào lại có nhiều ý nghĩa bằng tình cha con thể hiện qua tựa đề album A Family Christmas. Noel là dịp để cho bằng hữu thắt chặt ân tình, hạnh phúc Giáng sinh cũng là mùa đoàn tụ gia đình. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Những món quà Giáng sinh cũ người mới ta trong kinh tế tuần hoàn. Mời quý vị nghe lại phóng sự của Thu Hằng từ Ca Song ngoại ô Paris. Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Mùa Giáng sinh 2022 khá đặc biệt tại Pháp. Lạm phát khiến vật giá leo thang và người dân được kêu gọi tiết kiệm năng lượng. Rất nhiều ý tưởng được đưa ra để thích nghi với tình hình mới mà vẫn giữ ấm không khí Noel. Hầu hết các thành phố dùng đèn tiết kiệm năng lượng trang trí cây thông. Nhiều gia đình vẫn tiếp tục truyền thống trang trí sân vườn trước nhà nhưng giảm thời gian chiếu sáng. Và ngày đổi đồ chơi được nhân rộng trên khắp nước Pháp ngay từ giữa tháng 11. Thành phố Ca Song ở ngoại ô phía nam Paris dành ngày thứ Bảy mùng 10 tháng 12 để trao đổi đồ. Không ngại cái rét không độ, rất nhiều gia đình đã đến tham gia, cho thấy thành công của sự kiện. Bà Nathalie Michaud, phụ trách nghiên cứu, thực hiện cảnh quan và phát triển bền vững của thành phố Ca Song, giải thích. Le principe c'est on dépose les jouets, à chaque article de... on récupère un ticket. Nguyên tắc là mang đồ chơi đến góp, mỗi món đồ chơi đổi một phiếu và lấy phiếu đó đổi một món đồ khác.
Chúng tôi chấp nhận cả xe trượt trottinette, đồ cải trang, thậm chí cả một chiếc ghế cao nữa. Mục đích là tái sử dụng cho tất cả các món đồ đó vòng đời thứ hai. Ngoài ra, vào thời điểm tương đối khó khăn như hiện nay, chúng tôi cũng muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tất cả những món đồ còn lại cuối ngày không có người lấy sẽ được gửi cho các hiệp hội như cửa hàng tương ái của hội Emmaus hoặc hội Min và các trung tâm văn hóa xã hội. Vì thế, không có phí phạm. Chúng tôi có một ngày thu thập đồ vào thứ tư trước đó để chuẩn bị cho ngày đổi đồ ngày hôm nay. Như có thể thấy là những chiếc bàn đầy đồ ở đằng kia. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều người mang đồ đến. Giờ là buổi trưa và vẫn còn rất nhiều đồ trên bàn. Điều tuyệt vời, kho đồ liên tục luôn được thay đổi trong ngày. Kể cả đến cuối ngày vẫn còn có rất nhiều lựa chọn. C'est ça qui est génial, on peut arriver en fin de journée et avoir encore beaucoup de choix. Một phụ nữ đi cùng với hai người con tuổi thiếu niên đang chăm chú nhìn những món đồ chơi và sách bày ở trên bàn. Cô bé không tìm được món đồ nào ưng ý, nhưng cùng với mẹ và em gái chọn được một vài món quà cho người thân. Ben, non, ben vu que ce n'est pas la salle de qui correspond à mon âge. Je sais pas ce qu'on a déposé, c'est maman qui s'en est occupée par contre. J'ai déposé 10 articles ce matin. Tôi mang đến đây tổng cộng là 10 món đồ vào sáng ngày hôm nay, toàn là đồ chơi thôi. Hai con của tôi nay đã 14 và 12 tuổi rồi nên chúng có những loại đồ chơi mà chỉ chơi đến 5-6 tuổi rồi ngừng, các cháu không còn dùng nữa, hoặc là cũng có 2-3 món đồ chơi mà chúng tôi có trùng nhau ở trong nhà. Sáng nay tôi đã đổi lấy 2 hoặc là 3 món đồ thì phải, một trò chơi Sudoku hài hước có thể làm quà cho cậu của các cháu này, rồi chúng tôi cũng thấy có nhiều đồ bảo vệ, trò chơi roller và một trò chơi tập thể. Giờ thì chúng tôi đang xem cái cuốn sách này. Đây là một cuốn sách ảnh song ngữ giữa tiếng Anh với tiếng Nhật, bởi vì bố của các cháu nói tiếng Nhật khá sỏi. Có thể là chúng tôi sẽ lấy cuốn sách này. Sẽ rất là hài hước khi mà học những từ tiếng Nhật này. Giờ thì chúng tôi vẫn chưa xem hết. Tôi không nghĩ sẽ tìm được những món đồ chơi cho các cháu cỡ tuổi của con chúng tôi. Nhưng mà dù sao thì vẫn có thể tìm được nhiều món quà khác mà. Lạm phát gia tăng nên đồ chơi cũng bị tăng giá, trung bình hơn 6% và thường là những hy sinh đầu tiên đối với một số người tiêu dùng. Một số người có thể tìm thấy những đồ chơi có giá trị lớn trong những sự kiện như vậy để thay đổi kho đồ chơi của con nhỏ nếu như không để làm quà. Điều quan trọng là tất cả đồ chơi tìm được chủ mới, tiếp tục sứ mệnh trong một gia đình mới. Alors là c'est la deuxième édition du troc joué. On a lancé la première fois un troc. Đây là lần thứ hai trong năm nay chúng tôi tổ chức đổi đồ chơi. Lần trước là vào ngày các hiệp hội dịp năm học mới với tinh thần thực tiễn, tiện lợi. Trẻ con lớn nhanh, bộ đồng phục võ thuật ngày càng quá ngắn, các em cần bộ to hơn. Nguyên tắc là như thế. Đổi một bộ đồng phục, lấy một bộ khác. Hoặc các em đổi môn thể thao thì có thể đổi một bộ đồng phục judo, lấy một bộ đồ bơi chẳng hạn, hoặc dụng cụ cưỡi ngựa hay những đồ khác. Ngoài những sự kiện được địa phương đứng ra tổ chức, một số thương hiệu siêu thị lớn như là Leclerc đã mở cửa hàng đồ đã qua sử dụng. Nhiều trang web đổi đồ cũng được lập làm trung gian giữa hai bên. Nhiều cửa hàng ký gửi cũng nhận thấy xu hướng mua đồ đã qua sử dụng làm quà gia tăng. Bà Natalie Miso cùng các tình nguyện viên hài lòng về thành công của sự kiện kiểu này. Thành phố Carson có ý định mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Pour l'instant, c'est organisé par la ville. On se tient une journée. Hiện giờ, sự kiện trao đổi đồ chơi do thành phố tổ chức chỉ diễn ra một ngày vì để có thể huy động đủ tình nguyện viên cho ngày này. Nhưng nếu có quy mô lớn hơn, thì có thể chúng tôi sẽ kéo dài vài ngày. Ví dụ hồi tháng 10, các tình nguyện viên đã tổ chức 4 ngày trao đổi quần áo. Ý tưởng được đưa ra và ngày càng nhiều người hưởng ứng. Năm ngoái, có 300 đồ chơi được mang đến, thì năm nay có ít nhất 500 đến 600 món quà mà vẫn chưa hết ngày. 500 món đồ chơi được mang đến, nhưng có những người mang đến 5 hoặc 10 món đồ. Chúng tôi nhận được rất nhiều đề nghị khác về nhiều chủ đề khác nhau mà người dân thành phố quan tâm. Vì thế, sẽ còn có nhiều buổi trao đổi đồ về những chủ đề khác. Ngoài ý nghĩa kinh tế, vật chất, ngày đổi đồ còn nhằm mục đích chống lãng phí, giảm rác thải, đặc biệt là vào dịp lễ cuối năm. Thành phố Carson có thể trông cậy vào hai hiệp hội tổ chức hướng dẫn tái chế tại chỗ. Trong ngày, còn có chương trình hoạt động do Nhà môi trường và Hội
Accorderie, mạng lưới trao đổi dịch vụ giữa người dân trong cùng khu phố phụ trách, một chương trình theo chủ đề sửa chữa Giáng sinh nhằm mục đích không có rác thải vào Giáng sinh. Chương trình thứ hai là hướng dẫn dùng vải gói quà theo nghệ thuật Furoshiki của Nhật Bản. Trước đó, chúng tôi đã thu gom ga trải giường và các loại vải, khăn trải bàn để có thể bọc quà mà mọi người đổi trong ngày hôm nay. Đây là tất cả vải mà chúng tôi đã thu được, có đủ màu sắc thật rất là đẹp. Các cụ bà ở đây giúp bọc quà đổi ở phòng bên kia hoặc hướng dẫn cách làm. Điều thú vị ở đây là vừa có quà được gói độc đáo, vừa biết được thêm là có thể tận dụng vải và tránh sử dụng giấy gói quà dùng một lần. Bà Brigitte Andrieux, hội L'Accorderie của thành phố Casson, cùng với một tình nguyện viên khác đang tận tình hướng dẫn một phụ nữ cách gói quà theo Furoshiki. Bên cạnh tờ giấy giải thích nghệ thuật lâu đời này là những gói quà được bọc theo nhiều kiểu khác nhau, rất đẹp và độc đáo. Alors ici en fait c'est le stand du Furoshiki. Đây là gian nghệ thuật gói quà Furoshiki. Furoshiki đó là một cái loại hình nghệ thuật Nhật Bản có từ đầu thế kỷ thứ 8. Lúc đầu chỉ có những tu sĩ họ sử dụng vải bọc quần áo và đồ quý giá. Sau này nó trở thành một cái nghệ thuật bọc và tặng quà. Loại hình nghệ thuật truyền thống này dùng vải rất tốt và in hình rất đẹp. Có những cái kiểu gói quà cho đám cưới hoặc là cho những cái sự kiện truyền thống. Thường ở Nhật khi mà người ta tặng một món quà đó có thể không có giá trị lớn lắm. Thế nhưng mà cái việc bọc nó trong một tấm vải, tấm khăn thật đẹp đã mang lại giá trị cho tặng phẩm. Vì thế, hoặc người Nhật để lại tấm vải muốn tặng, hoặc là họ lấy lại cái tấm vải bọc, vì đôi khi chúng có giá trị rất lớn. Furoshiki có thể bọc sách, này, bọc chai, hoặc là bất kỳ một cái món đồ nào. Có rất nhiều cách bọc khác nhau, như là hình bông hoa này chẳng hạn, rất là dễ chịu, rất vui mắt, và hơn hết là tránh để phải mua những cuộn giấy, rồi mình dùng xong lại phải vứt nó đi. Surtout ça évite d'acheter des rouleaux de papier et de les jeter à la fin. Bà Brigitte Andrieux cho biết đã theo học một khóa 2 tiếng ở Paris. Theo bà, không quá khó để nắm bắt được nghệ thuật này. Không chỉ dùng vải, gói quà tặng, bà thường xuyên đi chợ với một mảnh vải ở trong tay. Sau vài động tác thắt nút đã hóa thành một chiếc nải gọn nhẹ và chắc chắn. Việc này có ý nghĩa rất lớn để bảo vệ môi trường, tránh lãng phí. Việc này rất quan trọng. Chúng ta thấy cái mô hình kinh tế tuần hoàn ngày càng xuất hiện nhiều. Việc đó cho phép tái sử dụng vải, bất kể màu gì chỉ cần là vải bông, và tránh được cái việc mà chúng ta phải mua những cuộn giấy rồi sau đó vứt vào sọt rác sau mùa lễ. Cách bọc quà này cũng rất là hay, và cho bất kỳ ai có vải ở trong nhà chỉ cần cắt thành những miếng hình vuông, sau đó là vải phải cho phẳng phiu để mà món quà trông được đẹp mắt. Những người đến đây tùy thích sử dụng loại vải mà họ muốn có sẵn ở đây. Những tình nguyện viên chúng tôi thì mang đến rất nhiều, vừa cho phép chúng tôi dùng để gói quà này, vừa để cho họ thoải mái sử dụng và giúp họ hiểu được rằng có thể làm cái cách khác thay vì sử dụng giấy bọc quà. Khái niệm trao đổi và cách tiêu dùng này ngày càng thu hút đông đảo người dân Pháp, vì vừa tiết kiệm, giúp cân đối ngân sách, vừa bảo vệ môi trường. Các gia đình có thể loại bỏ những đồ dùng không cần thiết mà không cảm thấy áy náy vì lãng phí, mà lại có được một món đồ họ cần. Người mua thì có thể tìm được niềm vui mới với số tiền rất nhỏ. Không có gì phải xấu hổ khi sử dụng hoặc mua đồ đã qua sử dụng làm quà, theo một người mẹ trẻ khi trả lời đài truyền hình France 3 hôm 22 tháng 11. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hạ viện Mỹ thông qua khoản viện trợ 45 tỷ đô la cho Ukraine. Nước Pháp bàng hoàng sau vụ xả súng nhắm vào cộng đồng của Kristen ngay tại thủ đô Paris. Việt Nam và Indonesia đạt đồng thuận về phân định vùng đặc quyền kinh tế. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật 25 tháng 12, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả nghe lại một điểm tuần báo do Chi Phương đảm nhiệm. Tiếp theo đó, đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ, nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo giới thiệu các album mới được phát hành nhân mùa Noel năm nay, và nghe lại bài của Thanh Phương qua chủ đề Giáo hội Công giáo và hơi ấm Giáng sinh cho những người nghèo.
Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Trước thềm Giáng sinh, xin cùng với Ernada, người đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay, và toàn ban biên tập, kính chúc quý thính giả một đêm Giáng sinh an lành, chúc mọi người hạnh phúc với gia đình vào dịp lễ cuối năm. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.